Kính thưa toàn thể quý vị, thưa các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình lịch sử Việt Hai, nói về cái tâm tình lịch sử của mỗi con dân đất Việt của chúng ta. Thưa quý vị, mỗi dân tộc đều có những cái truyền kỳ lịch sử được thần thoại hóa, thể hiện lòng tự hào dân tộc mang tính sử thi của mình. Huyền thoại Rồng Tiên về ngọn nguồn huyết thống Việt tuy đượm vẻ huyền hoặc nhưng lại tràn đầy cái tính hiện thực, thấm đậm cái nét nhân văn của truyền thống nhân đạo Việt Nam. Huyền sử con rồng cháu tiên là niềm tự hào của nòi giống Việt. Đã là người Việt Nam thì từ em bé thơ ngây cho đến cụ già trăm tuổi, từ bậc thức giả uyên bác đến bác nông dân suốt đời châm nấm tay bùn, không ai không một lần nghe chuyện cổ tích Hồng Bàng. Thật vậy, ai trong chúng ta mà không biết về nguồn cội Rồng Tiên với thiên tình sử bố lạc mẹ Âu, đẹp như một áng sử thi mở đầu cho thời kỳ lập quốc của giống rồng Việt. Truyền thuyết Việt Nam, nói đúng hơn là truyền kỳ lịch sử Việt Nam được hư cấu dưới lớp vỏ huyền thoại, nhưng thực chất là dựa trên lịch sử, sự thật như một huyền tích, trong đó đề cao con người với ý nghĩa nhân bản truyền thống. Truyền thuyết Việt Nam biểu trưng một triết lý văn hóa cao đẹp, không những thấm đậm tính nhân đạo, chan chứa vẻ nhân văn mà còn tràn đầy tình đồng bào, nghĩa ruột thịt qua hình tượng bọc điều trăm trứng nở trăm con. Từ ý niệm đồng bào dẫn đến lòng yêu nước thương nòi, yêu quê cha đất tổ, tất cả đã trở thành một giá trị đạo lý truyền thống của nền văn minh đạo đức Việt Nam. Henri Bergamas, một nhà Việt Nam học, đã ca tụng nét đẹp văn hiến của Việt tộc qua đền thờ văn miếu như sau. Văn miếu không phải là nơi là cầu kinh hay làm bùa phép, mà nơi trang trọng ghi ân các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa, các vị tiến sĩ với những chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực đạo đức để con cháu đời sau ghi sâu vào tâm khảm bài học về đạo làm người Việt Nam, để xứng đáng với hoài bão của tiền nhân. Đối với người Việt, việc thờ cúng ông bà tiên tổ là đạo lý làm người trong cái đời sống tâm linh của người Việt. Từ xa xưa, người Việt đã coi trọng đạo nghĩa, nên thường nghĩ tới ngày giỗ của người thân hơn là chú trọng đến ngày sinh nhật của chính mình. Ngày nay, dù giới trẻ quan tâm nhiều đến ngày sinh nhật, nhưng cũng không quên những ngày kỵ giỗ người thân trong gia đình. Đạo thờ cúng ông bà đó là một Việt đạo, thể hiện cái đạo lý làm người. Linh mục Cadier, một thừa sai ngoại quốc đến Việt Nam, truyền giáo đã phải thốt lên rằng Việt Nam là một dân tộc có tinh thần tôn giáo cao độ. Học giả Paul Mus nghiên cứu về Việt Nam cũng thừa nhận dân tộc Việt có một đời sống tâm linh cao. Người Việt không làm việc, họ tế tự. Thật vậy, người ngoại quốc ngạc nhiên khi thấy mỗi gia đình Việt Nam là một nhà thờ, nhà nào cũng có bàn thờ gia tiên ở chính giữa nhà. Trong đời sống tâm linh Việt, nhất cử nhất động, việc gì cũng tràn đầy tính chất thiêng liêng thờ phượng, tế lễ cúng dỗ với tất cả tấm lòng chí thành của những người còn sống. Người Việt không tham gia vào các buổi lễ để được ban phát ân sủng như các dân tộc khác, mà họ hiệp thông cầu nguyện như một người tư tế với tất cả tính chất thiêng liêng của một tôn giáo. Thưa quý vị, đây chính là điểm đặc thù độc đáo, thấm đậm bản sắc dân tộc Việt, tràn đầy vẻ nhân văn của một triết lý văn hóa nhân chủ Việt Nam. Trong đời sống tâm linh Việt, không chỉ hiện hiện trên bàn thờ gia tiên, mà đền thờ còn ngự ngay trong tâm thức của mỗi người. Điều này nó thể hiện cái giá trị cao đẹp đặc trưng của đời sống tâm linh của người Việt. Thờ cúng tổ tiên chính là đạo lý làm người, là cái gì thiêng liêng cao cả truyền từ đời này sang đời khác. Chính dòng sống tâm linh này đã góp phần bảo tồn dòng giống Việt. Truyền thống thờ cúng ông bà không còn là một tập tục, một tín ngưỡng đơn thuần nữa, mà nó trở thành một đạo lý của dân tộc. Thờ cúng ông bà được xem như một tổ tiên chính giáo của đạo làm người Việt Nam, mà Nguyễn Đình Chiểu, một sứ phu yêu nước thế kỷ 19, đã ân cần nhắc nhở là trai thì trung hiếu làm đầu, gái thì tiết hạnh làm câu sửa mình, thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn sáng mắt mà ông cha không thờ. Người Việt ai cũng biết uống nước phải nhớ nguồn, vì công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và ơn cha mẹ thề không lỗi đạo, thờ sống sao thờ thác làm vậy. Công cha nghĩa mẹ xưa nay, con nguyện ghi nhớ thảo ngay một lòng. Đây chính là điểm độc đáo của dòng sống tâm linh Việt vẫn tiếp nối truyền lưu trong mỗi con người Việt Nam chúng ta hôm nay và mãi mãi về sau. Thật vậy, bên cạnh một đời sống thực tế khổ đau trước mắt vẫn hiển hiện một đời sống tâm linh sâu thẳm, thấm đậm cái tính nhân bản hiện thực cao đẹp. Chính cái dòng sống tâm linh đó đã tạo cho mỗi người Việt Nam một quan niệm sống lạc quan, yêu đời, an nhiên tự tại,
nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống cho nền độc lập thực sự, quyền tự do thực sự và sự ấm no hạnh phúc thực sự cho toàn dân Việt Nam. Thưa quý vị, lịch sử Việt là lịch sử của sự thăng trầm từ khi lập quốc cho đến ngày nay, với gần 1.000 năm đô hộ của giặc Tàu, gần 100 năm nô lệ giặc Tây và hơn nửa thế kỷ nô dịch chủ nghĩa vô thần Hán hóa dân tộc. Trong suốt trường kỳ lịch sử, Hán tộc bành trướng với ưu thế của nước lớn đất rộng người đông, cùng với những thủ đoạn thâm độc quỷ quyệt đã xóa đi mọi dấu vết cội nguồn, bóp méo sửa đổi lịch sử, khiến thế hệ sau chỉ biết tìm lịch sử trong cái gọi là chính sử của cái đế quốc Đại Hán. Mỗi triều đại Hán tộc đều chủ tâm thay đổi địa danh, thủy danh xưa cũ về tộc, cùng với ảnh hưởng nặng nề của gần 1.000 năm nô dịch văn hóa, khiến nhiều người chấp nhận tất cả như một sự thật mà không một chút bận tâm. Thế nhưng, dưới ánh sáng của chân lý khách quan trước thềm thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại, lịch sử vẫn là lịch sử của sự thật, dù bị vùi lấp hàng nghìn năm bởi lớp bụi của thời gian, cũng như bị sửa đổi, bóp méo, xuyên tạc bởi sức mạnh của Hán tộc thống trị. Bước sang thiên niên kỷ thứ ba, ánh sáng của sự thật soi rọi vào quá khứ che phủ hàng ngàn năm bởi kẻ thù Hán tộc bành trướng. Trước đây, nhân loại cứ tưởng là nền văn minh phương Tây là của Hy Lạp, La Mã, để rồi phải xác nhận đó là văn minh đến từ phương Đông của Trung Quốc. Đến cuối thiên niên kỷ thứ hai, nhân loại lại ngỡ ngàng khi thấy rằng cái gọi là nền văn minh Trung Quốc lại chính là nền văn minh của đại chủng Bách Việt. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải nhìn lại toàn bộ lịch sử Việt để phục hồi sự thật lịch sử, để xóa toan đám mây mờ che lấp suốt mấy ngàn năm lịch sử bởi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Trong lịch sử nhân loại, có lẽ không một dân tộc nào chịu nhiều mất mát trầm luân như dân tộc Việt Nam, với những thăng trầm lịch sử, những khốn khó thương đau. Ngay từ thời lập quốc, Việt tộc đã bị Hán tộc với sức mạnh của một tộc người du mục đã đánh đuổi Việt tộc, phải rời bỏ địa bàn Trung Nguyên Trung Quốc xuống phương Nam, để rồi trụ lại phần đất Việt Nam bây giờ. Trải qua gần 1.000 năm đô hộ, với chiến thắng Bạch Đằng Giang năm 938 của Ngô Quyền, mới chính thức mở ra một thời kỳ độc lập của Việt tộc. Trong suốt trường kỳ lịch sử, tuy bị Hán tộc xâm lấn phải bỏ Trung Nguyên xuống phương Nam, nhưng nền văn hóa của Việt tộc đã thẩm nhập vào đất nước và con người Hán tộc để hình thành cái gọi là văn minh Trung Quốc. Chính sử gia chính thống của Hán tộc là Tư Mã Thiên đã phải thừa nhận một sự thực là Việt tuy gọi là man di, nhưng tiên khởi đã có đại công đức với muôn dân vậy. Vạn Thế Sư Biểu, tức là người thầy muôn đời của Hán tộc là Khổng Tử, đã phải ca tụng nền văn minh rực rỡ, xác nhận tính ưu việt của nền văn minh Bách Việt ở phương Nam. Trong sách Trung Dung, Khổng Tử đã viết như sau: độ lượng bao dung, khoan hòa giáo khóa, không báo thù kẻ vô đạo, đó là sức mạnh của phương Nam. Người quân tử ứng xử như vậy, mặc giáp cưỡi ngựa, sông pha giáo mác đến chết không chán, đó là sức mạnh của phương Bắc, kẻ cường đạo hành động như thế. Trong Kinh Xuân Thu, Khổng Tử đã ghi lại biết bao nhiêu trường hợp cha giết con giết cha, cha cướp vợ của con cướp vợ của cha, anh chị em dâm loạn với nhau, bề tôi giết Chúa. Điều này chứng tỏ Hán tộc Du Mục vẫn còn là dã man, mạnh được yếu thua bất kể tình người, bất kể luân lý đạo đức. Thế mà chính sử Trung Quốc vẫn miệt thị Việt tộc là man di, các thứ sử thái thú Hán vẫn lên mặt giáo hóa dân tộc Việt, trong khi Bách Việt phương Nam đã đi vào nền nếp của nền văn minh nông nghiệp từ lâu. Chính vì vậy, Vạn Thế Sư Biểu của Hán tộc là Khổng Tử đã phải đem những nghiên cứu học tập, học hỏi tinh hoa của nền văn minh Bách Việt phương Nam để đặt thành những tôn ti trật tự, những giá trị đạo lý để giáo hóa Hán tộc. Du Mục, tất cả năm bộ kinh điển Ngũ Kinh được xem như tinh hoa Hán tộc đã được chính Khổng Tử xác nhận là ông chỉ kể lại Ngô Thuật Nhi Bất Tác, chép lại của tiền nhân chứ không phải do Khổng Tử sáng tác. Ngày nay, sự thật lịch sử đã được phục hồi khi giới nghiên cứu đều xác nhận hầu hết các phát minh gọi là văn minh Trung Quốc, từ nền văn minh nông nghiệp đến văn minh kim loại, kỹ thuật đúc đồng, cách làm giấy, nấu thủy tinh, cách làm thuốc súng, kiến trúc nóc oằn mái cong, đầu dao cong vút, tất cả là đều của nền văn minh Bách Việt. Chính Hán Hiến Đế, vị vua cuối cùng của triều Hán, đã phải thừa nhận như sau: giao chỉ là đất văn hiến, núi sông hun đúc, chân bảo rất nhiều, văn vật khả quan, nhân tài kiệt xuất. Bước sang thế kỷ 20, dân tộc Việt chưa tháo gỡ được các ách thống trị của thực dân Pháp thì chủ nghĩa cộng sản đã tràn sang Việt Nam, đưa dân tộc Việt vào cái thế khốn cùng. Cộng sản Việt Nam đã núp dưới chiêu bài giải phóng dân tộc để bành trướng chủ nghĩa cộng sản,
tạo cơ hội cho tư bản nhân danh thế giới tự do nhảy vào can thiệp, ngăn chặn làn sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á. Hậu quả là hàng triệu người đã phải hy sinh oan uổng cho một cuộc chiến vô nghĩa, để rồi gần 90 triệu đồng bào đang phải sống dở chết dở dưới chế độ cộng sản bạo tàn phi nhân của tập đoàn cộng sản, những tên thái thú sắc Việt hồn tộc bất nhân hại dân bán nước. Với chủ trương nô dịch cộng sản, biết bao thế hệ Việt Nam bị nhồi nhét nền văn hóa Mác Lê phi nhân tàn bạo, mà hậu quả là tạo ra những cái cỗ máy vô hồn, những con người vô cảm, lạnh lùng, mất gốc, là công cụ phục vụ cho chế độ. Trong khi đó, hơn 4 triệu đồng bào Việt Nam tị nạn cộng sản trên khắp thế giới, nên thế hệ con em chúng ta ở hải ngoại phần nào cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai mang tính thực dụng, quên đi phần nào cái bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam tràn chứa tình người. Chính vì vậy, vấn đề hết sức khẩn thiết là phải làm sao để phục hoạt văn hóa Việt, phục hưng Minh Trích Việt, để tẩy rửa mọi ý hệ ngoại lai, mọi ý đồ truyền bá văn hóa Trung Quốc đang được những tên thái thú mới, sắc Việt hồn tàu thi hành mệnh lệnh, quan thầy Trung Cộng để ra sức tuyên truyền, nhồi sọ hán hóa dân tộc Việt. Đất nước Việt Nam của chúng ta sau ngày 30 tháng 4 1975, với sự thống trị của tập đoàn Việt Gian Cộng sản là một chuỗi những đau thương mất mát, lòng người ly tán, nghèo nàn đạt hậu, đất nước mất dần vào tay tàu cộng. Bên cạnh đó, cái điều kiện khách quan của lịch sử khiến hàng triệu đồng bào phải rời bỏ quê hương ra đi tị nạn khắp nơi trên thế giới. Sau hơn 42 năm đồng bào Việt Nam cư trú hải ngoại đã lên tới hơn 4 triệu người, với số lượng trí thức, chuyên viên giỏi nhất và nhiều nhất thế giới mà không một dân tộc nào có được. Tinh thần hiếu học cùng ý chí tiến thủ, con em chúng ta đã thành đạt và đã đóng góp rất nhiều cùng quốc gia sở tại như những công dân danh dự của nước này. Điều kiện khách quan lịch sử đã tạo cho Việt Nam chúng ta có những người Mỹ gốc Việt, người Nga gốc Việt, người Nhật gốc Việt, người Đức gốc Việt, người Anh gốc Việt, người Pháp gốc Việt. Người Việt chúng ta, ngôn ngữ chúng ta đã trải ra khắp thế giới. Với truyền thống yêu nước thương nòi của người Việt khắp nơi trên thế giới, mặc dù sinh sống ở đâu lòng vẫn hướng về tổ quốc, về quê hương đất nước Việt Nam vẫn quây quần tụ hội trong tình nghĩa ruột thịt, nghĩa đồng bào dưới mái nhà Việt Nam tại mỗi quốc gia, mỗi tiểu bang, mỗi quận hạt của thành phố. Mai đây, khi lịch sử chuyển đổi, những người Việt Nam yêu nước sẽ trở về mang theo tài sản vốn tri thức để đóng góp tài năng trong một cuộc kiến quốc và hưng quốc Việt Nam. Thế hệ trẻ sẽ ở lại hội nhập vào dòng chính của đất nước quê hương thứ hai sau Việt Nam. Tất cả sẽ tạo nên một sức mạnh Việt Nam tiềm tàng. Một Việt Nam siêu biên cương chắc chắn sẽ đóng góp hết sức to lớn trong công cuộc kiến thiết quốc gia và phục hưng quốc gia Đại Việt trong tương lai. Hơn lúc nào hết, tìm hiểu về huyền thoại dòng tiên khởi nguyên của dân tộc, về thời kỳ lập quốc với quốc tổ Hùng Vương là một yêu cầu lịch sử hết sức cần thiết. Trong ý hướng đó, chúng tôi tóm gọn lịch sử từ thời lập quốc cho đến ngày nay trong tác phẩm Việt Nam nước tôi, lịch sử Việt Nam, để thế hệ trẻ Việt Nam hiểu rõ tường tận về lịch sử Việt Nam. Khi thế hệ con em chúng ta hiểu rõ về bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt, về đời sống văn hóa tâm linh Việt, về những Tết lễ Tết hội hè đình đám của dân tộc Việt, thì thế hệ con em chúng ta sẽ cảm thấy rõ hơn về giá trị cao đẹp của bản sắc văn hóa truyền thống nhân bản Việt. Con em chúng ta có quyền tự hào là con rồng cháu tiên của một dân tộc có lịch sử lâu đời, như dân nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã tuyên xưng, chỉ có nước Việt Nam, Đại Việt ta từ trước mới có nền văn hiến ngàn năm. Tất cả mọi con dân đất Việt, dù ở trong nước hay hải ngoại, chúng ta phải làm sao xứng đáng với tiền nhân. Chúng ta phải làm gì để không hổ thẹn với hồn thiêng sông núi, với anh linh của những anh hùng liệt nữ Việt Nam. Toàn thể đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại cùng nắm chặt tay nhau, muôn người như một cùng đứng lên đáp lời sông núi để cứu quốc và hưng quốc, tô điểm giang sơn gấm vóc, xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng. Điều kiện khách quan lịch sử tạo cho dân tộc chúng ta một thế hệ trẻ có đầy đủ tri thức thời đại để hoàn thành một cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật siêu vượt, đưa đất nước chúng ta bước lên sánh vai cùng các cường quốc trong thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại. Chúng ta hãnh diện được làm người Việt Nam thuộc một đại chủng lớn của nhân loại để ngẩng cao đầu sánh vai cùng các cường quốc trong thiên niên kỷ thứ ba. Chính niềm dân tộc, tự hào dân tộc sẽ thôi thúc lòng yêu nước của toàn thể đồng bào Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ trong nước và hải ngoại, vươn lên để làm một cuộc cách mạng Đại Việt Nam, cách mạng hóa, hiện đại hóa Việt Nam. Là con dân nước Việt, chúng ta phải hiểu rõ tất cả những thăng trầm hưng phế của dòng vận động lịch sử, mà biết bao thế hệ tiền nhân đã vun trồng bằng máu và nước mắt để viết những trang sử hào hùng của dân tộc. Chúng ta có quyền tự hào là người Việt Nam và tin tưởng hãnh tiến về tương lai sáng lạng.